Mến chào cô chú, anh chị. Ngày hôm nay là San lại tiếp tục vào thăm anh em công nùng các bác. Thì thời gian vừa qua, các cô chú, các bác thân mến cũng rất là háo hức và đón chờ cái thông tin rằng là cháu Gia là em gái của nùng á, có được đi học hay không. Thì trải qua quá trình mà làm việc cũng như quá trình mà khuyên nhủ bác Phứ, thì San cũng chia sẻ với các bác rằng là ngoài em trực tiếp khuyên nhủ thì cũng đã nhờ là cháu nhờ chú của các cháu để khuyên xem là bác Phứ có thực sự là thương cháu Gia để cho cháu đi học hay không. Thường ngày thì những ngày cuối tuần như ngày hôm nay là cháu Gia được về đoàn tụ với anh em như là công nùng. Tuy nhiên thì được 2 tuần rồi từ khi mà San đi khuyên nhủ bác Phứ thì đến ngày hôm nay là sang tuần thứ 2 là chưa thấy là cháu Gia được về nhà. Nên là mình không biết được là cháu Gia ở dưới lán chăn trâu thì như thế nào. Chắc chắn là một cái cuộc sống rất là vất vả trong những cái ngày mưa như thế này các bác ạ. Mình nghĩ thôi mình đã đủ để rơi nước mắt rồi. Tuy nhiên thì các cháu á, thường những cái ngày mà bình thường thì như nùng rồi là cống á đều phải đi làm, nhưng mà hôm nay là cuối tuần thì các cháu cũng khá là vui, được chơi, được gọi là như những các đứa trẻ bình thường khác, được đi chơi các thứ. Rồi là tuy nhiên các bác, bởi vì là nùng hôm nay là cuối tuần á, ở nhà chơi nên là thấy rất là vui. Cải cái áo này vào nha. Ui, áo dân tộc Mông ấy, cả tuần phải đi làm nên là chắc những ngày cuối tuần là được nghỉ nên là vui, đúng không? Ăn trưa chưa? Ăn trưa chưa? Chưa ăn à? Có nhớ bố mẹ không? Hả? Bố mẹ? Cắn nịa cái gì nữa hả? Cho cắn nịa cái gì? Đây này, nhiều cúc chưa này? Áo dân tộc Mông rất là đẹp. Thường ngày là những ngày cuối tuần thấy cháu là toàn mặc cái áo này. Các bác, bởi vì là hình như là vừa nghe bảo là em Công đang ở dưới kia để thi cái gì ấy, nên là chưa thấy về. Bây giờ là chắc là anh em mình về nhà của cháu để chỉ cho cháu uống cái thuốc run rồi là mua 2 cái đôi ủng cho hai anh em những thường ngày mà đi làm hoặc là đi đi nương rẫy, đi chơi như này này thì đi ủng, bởi vì những ngày mưa á các bác. Đây này, sao các con đều không đi dép này? Dép đâu con? Nhà con ở đâu? Xe nhau từ nhớ về. Nùng còn biết lại biết chỉ. Đi về nhà đi nhở. Nùng về nhà. Về nhà đó nha. Dép đâu con? Dép hỏng rồi à? Hỏi xem cháu dép đâu rồi. Bịa rồi. Thế là rách rồi. Để ngày mai chú mua dép cho nha. Bây giờ là nếu mà mình thương mình mua được cái đôi dép nào thì cháu đi đôi đấy thôi. Ngoài ra cháu không có dép mà đi đâu. Lát nữa là hy vọng là anh em mình xem là có gặp được là bác Phứ hay không. Sợ rằng là bác còn không về ấy. Bác Phứ nữa hò. Bác Phứ lọt chết chị à? Phứ ơi, bác Phứ ơi. Chị lọt chết. Chị cắt lọt. Ôi dồi. Có khi không về thật, bởi vì đường đường chân nên là có khi là
bác Phương không về. Không về nữa thì thực sự rất là khó để gặp bác. Lớp 1 đâu, lớp 6. Đúng rồi. Đây xem nào. Con học lớp 1 đúng không? À. Đây này, lớp 1 này. 6 tuổi, 12 tuổi. Ui ôi. 6 tuổi, 12 tuổi gần bằng nhau luôn á. Ôi dồi ôi, nùng ơi. Ăn nhiều vào nhé. Ăn nhiều vào nha. Ôi dồi ôi. Tí ngã đấy. Đây cháu đi về nhà. Nhà là đi từ cái đường này. Dân ở trên này trồng rất là nhiều phong lan mọi người ạ. Đây này các bác xem này. Phong lan nhà anh Tổng là chú của cháu Nùng ạ. Rất là nhiều loại. Cái loại này cũng khá là đẹp. Còn loại bên này nữa đã nở hoa rồi này. Đẹp chưa này Nùng này. Cái này gọi là phong lan gì? Pa. Hả? Pa. Cái gì phong lan gì mà pa? Nó tiếng Mông đúng không? Ồ đẹp chưa các bác này. Cái này là phong lan giả nhưng mà tên thật của nó thì không biết được là phong lan gì đây. Rất là đẹp. Bà đi làm à? Bà có một thùng hả? Bà ốm thì phải ạ. Bà ốm à? Bà ốm à? Bà ốm à? Mó à? Mó mó à? À bà ốm. Trời. Bà ốm à chỗ nào? Mó mó. À đau lưng. À. Bà đau lưng. Thực sự bà cũng nhiều tuổi rồi mọi người. Do là cái tình hình là như vừa rồi các bác nói thì bà cũng đau lưng. Cũng khó nói lắm các bác, bởi vì người già thì hay có cái bệnh đau lưng á. Đau lưng với lại xương khớp nữa. Đây Nùng này. Nùng này. Ủng thử xem cái ủng này có vừa không nhé. Xem nào. Đây, đi bên này. Vừa không? Vừa nhỉ. Khít luôn. Đấy, có ủng đi làm nha. Còn cái này là để cho cống nha. Cái này cho vừa cống ấy nhỉ. Đúng rồi, cho cống nè. Cống chỉ theo lọt dây. Cống nhỏ là nhỏ là thì. Tí nữa là công về là cho công nha. Thôi bỏ vào kia. Bỏ kia vào cho chủ. Lúc nào đi đâu đi hái củi thì đi cái này nha. Đi chơi trời mưa như này, đường chân thì đi cái đấy nha. Các bác này. Đây này, bé bé gầy gò trên này. Mấy cái này rửa đi. Phải mấy cái chỗ này đen xì này. Bà bị đau lưng các bác. Nhưng mà như vừa rồi thì các bác cũng nói á, thực sự hàng xóm nói bà không có thương các cháu mấy, nên là các cháu cũng không có gọi là quá là cũng không biết làm gì đâu các bác. Bây giờ chỉ lo làm cái nhà riêng cho các cháu đã. Còn cái nhà này thì bởi vì là như các bác cho mọi người cũng xem một chút những cái gỗ này. Đây này, những cái gỗ này là nối vào. Ở đây là nối toàn bộ những cái gỗ dường như là nối vào thôi. Có những cái tấm pro cũng bị vỡ rồi. Bị vỡ ra rồi các bác. Các cháu cũng không thể ở cái căn nhà này lâu được. Một cái căn nhà mà ở bên trong làm cũ kỹ từ rất là lâu rồi. Nè, cắt cái này vào tí cho công nha. Cắt vào cho công. Bảo với Nùng nát cho công nha. Lớp 1 mà thông minh.
Bây giờ lớp bây giờ là đáng lẽ nùng đi học. Đi giờ? Không có dép này nè. Nùng học là học lớp mấy nhỉ? Đây, chú bảo cái này là... Biết cái này là gì không? Thuốc run. Thuốc run. Hình như là bác sĩ bảo uống uống trước 30 phút ăn cơm thì phải. Trẻ em dưới 2 tuổi. Dưới 2 tuổi là không được dùng. Chả thấy cách dùng đâu nhỉ? Có một phần nó chỉ. Ở đây uống cơm nó mới trôi được. Biết uống cái này không? À. Này, cứ uống bình thường đi. Một viên thôi, thuốc run. Rồi là uống nước vào. Uống nước. Cái này nó không đáng đâu đúng không? Không biết được, mình chưa uống bao giờ. Hồi bé uống. Uống nước đi. Nuốt hết xuống đi. Nuốt hết xuống nha. Được rồi, rồi uống thế thôi, uống nhiều quá. Được rồi, được rồi. Được rồi, mang mang đi, đổ đi, đổ đi. Đổ nước đi. Đổ nước đi, đi chơi thì đi chơi với các bạn đi. Nha. Các bác ở bệnh là các cháu nhỏ đang chờ Nùng để đi ở dưới này đi đi thi học mà bằng cái tiếng Mông thì phải. Nên là chắc... đi đi, đi đi. Bây giờ đi giờ à đi ủng luôn. Đừng có vứt ổng nha. Đừng có vứt cái ổng này nha. Ừ. Bye bye à. Bye bye lớn à. Ừ. Bye bye nha, bye bye con nha. Ừ. Đấy các bác, các cháu thì ở trên này các cháu vẫn học những cái tiếng Mông. Thì có lẽ là như là cháu cũng học được thì hiểu cái tiếng Mông, cái chữ á, chữ viết của người Mông thì chắc có lẽ là nếu mà đi học tiếng phổ thông thì chắc cũng dễ thôi. Bởi vì là cháu tiếp xúc người lạ thì rất là ít. Bây giờ là anh Tòng cũng ở nhà này, cháu Công cũng đang học ở dưới kia. Chắc còn có thể là anh Tòng cũng ở dưới này đấy, đang có việc bật. Nên là không biết được bác Phứ có về không. Lát nữa mình gọi xem là bác Phứ có về không nhỉ. Các bác ạ, Sana vừa mới vào và nói chuyện với lại một anh là coi như là người uy tín ở trong bản á. Thì anh nhờ anh đấy, anh truyền đạt lại cho bác Phứ về câu chuyện học. Anh, anh ra bên này chơi à? Xong trên này họp bản tí. À, họp bản á? Vâng. Bác Phứ không về à? Ở đấy thì cũng chưa xem, chưa biết là bác không về. À, hình như không về thì phải. Nói bảo chú ngoài con trai là không về. Vừa nói chuyện với anh mà nhờ, lúc nào nhờ anh... Không mang máy, máy lại xài trong nhà. À. Máy lại tắt rồi, em gọi lại xả trong nhà. Em gọi không được. Vừa tham Công Nùng và mua cho hai đôi ủng. À. Vâng. Với lại định lên đây xem là bác có ở nhà thì nói chuyện một tí. Nhờ bác không ở nhà. Để xem nào. Hỏi xem con trai bác là lúc nào bác về. Biết chiều có về không? Riêng là sáng mai không về thì chiều nó không về đấy. Hình như là bác sợ là cháu Di đi họp là không ai chăn trâu ấy. Giống như bác nghĩ thì giống như không ai đi ra trâu, hay là một con gái thì toàn đi lấy chồng. Vâng. Bác cũng nghĩ. Nhưng mà anh ạ, hôm vừa rồi là em đi ở dưới, có cái em phòng ở dưới kia là hai vợ chồng không biết nói tiếng phổ thông. Bây giờ con ốm á, đi khám mà các cô chú cho tiền rồi mà không biết đi khám, không biết nhờ bác sĩ, nói với bác sĩ là bệnh như thế nào. Sắp tới là em phải trực tiếp đi cùng đến bệnh viện đấy. Đấy là những cái khổ không có biết tiếng phổ thông đấy. Nên là lúc nào nói chuyện với bác phải nói những cái đấy cho bác hiểu. Sao giống như thấy cái chị giống như thấy chân như kiểu sưng ấy. Bà đang ốm chứ. Bà cái trò bác sĩ của nhà trẻ bố chưa về à? Chưa về. À.
Bố ở dưới lán đây à? Có bò có tớ mô giờ. Bò chưa tao rồi. Bò mô đây à? Ở nhà bác cũng nhiều xe nha. Nhiều con là chưa ra ở riêng ngay. Chưa ở riêng, một đứa cả nó ở riêng. Bây giờ con đứa. Bây giờ cháu Ria hình như là được 2 tuần 3 tuần không về rồi. Cái thường trước là có thấy là cháu có về nhưng mà bây giờ là 2-3 tuần không thấy về. Lại mưa gió như này không biết cháu dưới đây chắc suốt ngày phải đi chăn trâu rồi anh nhỉ. Chắc đi chăn trâu. Thế kia thì chắc. Khổ. Nó muốn mình vì vậy nó hay đi đến tí. Vâng. Riêng nó chăn trâu cũng được nhưng mà phải một người già đi cổng mới được. Bây giờ có ngô các thứ là lên hết rồi. Đấy. Lên cao rồi á, đang vừa cái tầm mà con trâu ăn. Bác thực sự rất là khó. Bác chỉ nghĩ là khi mà cháu Di đi họp rồi không ai chăn trâu cho mình. Không nghĩ đến tương lai của cháu. Đấy, nó không nghĩ như mình nghĩ. À, không nghĩ tương lai của cháu sau này là cháu như thế nào. Thì vừa nói chuyện với anh Súa ở đây thì anh bảo là thời gian tới anh nói chuyện xem. Đấy, có máy thì điện cho bác. Vâng. Nói cháu cũng điện rồi nhưng mà không thể nghe máy. À. Chắc là bây giờ không muốn nghe máy nữa. Khi là bác cũng để máy ở lán. Một là để máy ở lán đi chăn trâu. Khi nó đi chăn trâu nó để máy. Vâng. Chú biết chú cái này chú cũng bảo là chú điện cho nó. Còn nay chú cũng điện rồi chứ. Điện cho bác Phứa. Ừ. Thực sự rất là khó. Bác chỉ nói cái câu là không đồng ý thôi. Ngoài ra bác chẳng cứ nói là vợ không cho. Nhưng mà là... Thì riêng là... mình đã làm trụ thì mình nói một là một hai đúng rồi, mình là đàn một ông nhà là mấy người làm chủ thì không ăn thua riêng con cho vợ làm chủ thì đấy, con mệt. Người là riêng mà gia đình là cho vợ làm chủ tốt làm nóng nhà ai nhỉ. Thế anh bây giờ anh chưa họp xong bản nữa chưa anh? Chưa. Em còn tưởng là anh đi đâu. Vâng. Anh Nùng thì có biết viết tiếng Mông không? Có biết viết chữ Mông không? Không biết đâu mà Nùng không biết mà. Học lâu chưa? Nô trước đánh hồng mà nô này có phải sao hay có. Nhưng mà học chữ Mông mà không biết nữa thì thực sự là mình cũng không biết như thế nào để mà nói nữa. Đấy. Thế sao này? Trước kia nên nói cho em này. Ví dụ như bây giờ kể cả nô có ngã hầu nó chỉ có biết một tí thôi. Giờ nó hầu biết như thể khác thì chắc chắn nó không biết đấy đâu. Sợ thật đấy, nếu mà sợ sự sau này mà lại không biết tự lập nữa thì hai anh em ai nuôi bây giờ? Đấy, anh nhỉ? Đấy mình cũng khó. Mình không gắn nuôi chứ nào nuôi không được thì em mới bỏ là đi. Em trước kia mới bỏ cho anh em là riêng mình không nuôi được thì mới bỏ cho anh em là đi. Cho nhầm nước. Mọi người bây giờ là cứ đợi cháu lớn một tí xem tầm 18 tuổi đi. Xem là cháu có biết suy nghĩ, là cháu có ý định là lấy vợ hay không. Nếu mà thường là nếu mà tự lập ấy, thường là không phải giống như công bây giờ hơn 20 tuổi rồi mà không nghĩ đến cái việc gọi là lập gia đình. Anh nhỉ? Chắc chắn là hơn 18 tuổi là sẽ bắt đầu là nghĩ đến cái việc gọi là lập gia đình dù là muộn nhất á. Nhưng mà lúc đấy mà cũng không nghĩ được nữa thì thực sự rất là khó. Một là phải làm thuê cả đời. Hai, nhưng mà dù sao đi nữa thì chắc nếu mà bà thì bây giờ thấy là đau lưng cực kỳ luôn. Vừa rồi em thấy. Đúng rồi, mấy hôm nay bà. Do thời tiết thôi mà, em thấy đau lưng này. Đúng. Và người già nó bệnh già nhiều nên là chắc là trong cái thời gian mà theo dõi xem là như thế nào cháu gì, nếu mà được đi họp thì càng tốt, nếu mà không được đi họp nữa thì khó khăn quá. Riêng là bây giờ riêng với Nùng thì riêng hai đứa đấy đi họp thì rất trắng, riêng phải biết hơn như Nùng. Vâng, riêng nhanh nhẹn mà anh. Riêng không được đi họp gì nhưng mà riêng mình nói hình như là hiểu đấy, nó hiểu.
Vâng. Riêng nó đi hầu thì hai đứa đấy giờ thì chắc chắn nó phải hiểu hơn. Vâng. Thôi anh cứ đi họp bản đi anh. Thì nó cũng đi về. Về đến hôm hôm nào cũng hy vọng là gặp bác Phứ, nhưng mà hình như là chắc là cái mùa này bác bận cái việc chăn trâu quá. Trồng ngô hết thì toàn chăn trâu. Vâng. Chưa trồng ngô thì toàn thả thôi. Vâng. Lúc đấy Diê cũng về được, còn bây giờ thì không về được. Vâng vâng anh. Mấy người nó làm được thì cho nó làm nó. À, nghĩa là xây nhà này. Ừ, mấy đứa rồi tính xem được. Ừ. Vâng. Tiền cũng chưa đủ. Lúc nào đủ em báo với anh sao? Chỉ có nói cho em. Vâng, vâng, vâng. Ok. Vâng. Em hỏi à? Vâng em. Nhà đây rồi đúng không? Rất lưu. Chị coi bên này đi. Về nhà chơi xong đi. Dạ, ok em. Tí nó về. Các bác cũng rất là khó khăn. Một phần là có thể là như các bác cũng thấy được là cái điều mà mình mong muốn là gặp bác Phứ để nói chuyện, nhưng mà bác 5-6 con trâu hầu như là bác không về được. Lúc nào mình đi thì phải đi trực tiếp ở dưới lán thì xa xôi quá. Nên là ngày hôm nay thì San cũng đến đây để chia sẻ. Vừa rồi là San trích trong cái quỹ là 130.000 mua 2 đôi ủng với này thuốc run cho các cháu, cháu Công, cháu Nùng á, là của cô Diệu Hạnh. Trước đó cô Diệu Hạnh gửi là 1.715.000 để mà mua đồ dùng, giường các thứ. Nhưng mà San mua được một cái giường á thì vẫn chưa trở về được. Nhưng mà hiện tại bây giờ các cháu vẫn chưa có nhà ở, thì xem là nếu nào làm được nhà thì trở về cho các cháu, hoặc là cái điều này thì San sẽ nói chuyện trực tiếp với lại cô Diệu Hạch xem là như thế nào. Và ngày hôm nay thì San cũng tập dừng video ngắn tại đây. Cảm ơn cô bác, cô chú anh chị đã theo dõi video clip. Cũng xin chúc mọi người luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Bye bye tất cả các bạn.